Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cặp vợ chồng rất đáng yêu, rất tài năng. Hãy cùng chào đón chị Emily và anh Big Daddy. Anh chị, wow. Oh, hôm nay là chồng luôn hộ tống vợ trong bất kể sự kiện nào đúng không ạ? Không biết là trang phục của chị Emily và cũng như là cái outfit hôm nay thì lấy được cảm hứng từ đâu ạ? Lời đầu tiên thì cho phép Emily và anh VDD xin gửi chào tới tất cả mọi người đang xem livestream lễ trao giải của WebTV Asia và MeToo. Và xin chào Khánh Vy. Hôm nay thì lên đồ lịch sự một chút. Hôm nay thì Vic cũng khá là hiếm khi mặc vest á. Ngày hôm nay là thật sự là đã rất là lâu rồi, kể từ khi mà Big Bully trở lại thì bọn mình mới được tham dự một cái lễ trao giải, và không có lý do gì để mình không mặc những cái bộ đồ hoành tráng nhất ngày hôm nay. Vậy thì hôm nay là cả hai vợ chồng đều được đề cử, thì không biết là cảm xúc của anh chị như thế nào? Bọn mình đang rất là hồi hộp. Thật ra thì cũng không quan trọng là được giải hay không đâu, nhưng mà có đề cử là cũng vui rồi. Vậy thì hai vợ chồng cùng đi lễ trao giải hôm nay, chắc là hai bé ở nhà là ai chăm anh chị ha? Ở nhà ngày hôm nay là đã có bà và có cả một vài người ở xung quanh có thể qua, nhưng mà hai bé cũng bắt đầu lớn và cũng bắt đầu ngoan rồi, cho nên là cũng không cần bố mẹ phải ở xuyên suốt cùng. Hy vọng rằng là hai bé và gia đình ở nhà đang cùng theo dõi lễ trao giải này để cùng ủng hộ cho Emily và Big Daddy. Và một câu hỏi nữa em muốn thì hỏi là không biết là dự định cũng như có những kế hoạch gì mà hai anh chị có trong thời gian tương lai tới không ạ? Chắc chắn là có rồi, ngay vào đầu năm mới thôi. Thật ra thì hiện tại thì Emily cũng chưa muốn tiết lộ nhiều, vẫn muốn bí mật một chút, nhưng mà mọi người không cần phải chờ quá lâu đâu ạ. Sắp rồi, đúng không ạ? Ok, cảm ơn chị Emily và anh Big Daddy rất nhiều. Và chúng em, những fan ủng hộ thì sẽ luôn luôn ủng hộ và những sản phẩm của anh chị trong tương lai tiếp theo nha. Vâng ạ. Thank you. Vâng ạ, em cảm ơn anh chị nhiều. Chúc anh chị một thời gian vui vẻ.